Ông Nguyễn Thành Phong thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng. Ban chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết thống nhất để ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tương tự là trường hợp ông Bùi Nhật Quang, Ban chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết thống nhất để ông Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tương tự, Ban chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết thống nhất để ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, khối các cơ quan Trung ương thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Riêng ông Phạm Xuân Thăng, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.